Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế giới trong tầm tay. Và hôm nay thì Nhân Anh và khán giả đang đi tới núi Phú Sĩ ở đất nước Nhật Bản. Thì trong phần 1 thì anh Thắng nói là núi Phú Sĩ là một trong những biểu tượng mà là nổi bật nhất của đất nước Nhật Bản, và nó thể hiện qua cả văn hóa, cả tôn giáo và cả tinh thần của người Nhật nữa. Và một điều đặc biệt mà nãy em nói, như anh Thắng không nói thì Nhân Anh không biết được, đó là núi Phú Sĩ là mình có thể đi mình đi tới nhiều, nhiều từ một điểm, nhưng mình tới Phú Sĩ là có nhiều nơi để tới, mình nhiều cái hướng khác khác nhau. Đúng vậy. Chẳng hạn như nói đến Phú Sĩ đó thì người ta nói đến các mùa, mùa xuân, mùa thu, mùa đông và mùa hạ. Thành ra một năm có bốn mùa, nói cả bốn mùa thì khó gì nữa mà thiếu đâu. Thành ra như thế này là nếu mà mùa đông chúng ta không leo lên đỉnh núi Phú Sĩ được, tại vì bây giờ là cái luật lệ cấm, và đồng thời tuyết rất là nguy hiểm. Có những lúc mà tuyết lở thì chắc chắn là những đoàn theo hiểm đã tử nạn rất là nhiều vào những thời gian trước đó. Còn nếu chúng ta đến mùa thu, mùa đông, mùa xuân thì ba mùa đều vẫn còn tuyết hết và rất là lạnh. Còn thành thử chỉ có mùa hè là cái mùa duy nhất, nếu Nhật Anh đến với Nhật Bản, đến với chân núi Phú Sĩ, và Nhật Anh muốn lên trên đỉnh Phú Sĩ ngắm nhìn cái miệng núi lửa như thế nào, coi trên đỉnh trên Phú Sĩ nó có cái gì, có thần hay không, hay là có những cái gì, mình phải có cái tò mò mình mới lên trên nơi. Và chỉ có mùa hè tháng 7 và tháng 8 là hai tháng mà mình có thể leo lên đỉnh núi Phú Sĩ. Và nếu làm cuộc hành trình leo Phú Sĩ cũng rất là thú vị, phải nói là rất là thú vị, tại vì mình đi xuyên đêm, mình có thể đi từ 8 giờ tối hoặc 9 giờ tối, mình đi bộ suốt dọc cái chìa núi đi lên. Dĩ nhiên mình không phải đi thẳng vào đường là lên nơi, mình phải đi dích dắt, dích dắt rất là nhiều. Thành thử leo núi đêm về của Phú Sĩ cũng rất là một cái thú, và cho những người trẻ và cho những người lớn tuổi nữa. Chẳng hạn, tôi nói thêm một cái văn hóa, người Nhật đã coi núi Phú Sĩ là thần, thần Phú Sĩ rồi, thành ra mà biết là nơi ngự trị của Thái Dương Thần Nữ. Mà người Nhật thì lúc nào họ cũng tôn thờ Thái Dương Thần Nữ. Chẳng hạn như cái lá cờ của Nhật Bản chúng ta thấy không? Cái màu trắng, màu ánh mặt trời, Thái Dương Thần Nữ. Thành thử cái nguyện vọng ước muốn của những người lớn tuổi của Nhật đó, khi mà họ không còn đi được đó, là họ mong họ được lên trên đỉnh Phú Sĩ để nhìn Thái Dương Thần Nữ hiện lên. Tức là lúc mà trời lên đó. Thì có, ngày xưa thì tôi có dịp lên trên đỉnh Phú Sĩ hai lần. Anh Thắng đã từng lên rồi. Tôi có dịp lên hai đó hai lần và... mỗi lần lên tôi đều gặp những hình ảnh của những người con đó, con trai đó, lúc nào cũng đeo cái cụi để người bố hoặc người mẹ gì đó. Có lẽ bố mẹ cũng đã già yếu và cũng là một cái ao ước trước khi mất là được lên trên đỉnh Phú Sĩ để nhìn Phú Sĩ lên, mặt trời lên. Và họ đã cõng bố mẹ lên trên đó. Và khi mình đi lên như vậy, một cái đỉnh cao là 3.776 mét. Và dĩ nhiên không phải là mình đi suốt một cái hành trình là 3.776 mét đâu, nhưng mà mình đã lên cái lưng chừng của núi, xe sẽ chạy lên cho nó là cái thành phố Gotemba. Nó lên một cái thành phố đó, từ thành phố đó chúng ta mới bắt đầu cái khởi hành. Nó gọi là chia là 10 chặng, thì cái chặng nó chạy thứ 5 rồi, còn 5 chặng nữa chúng ta lên đến đỉnh. Nhưng mà khoan cho anh hỏi một cái là, ví dụ như lên 5 chặng nữa để lên tới đỉnh thì đường đi có khó không anh Thắng? Nó không khó, nhưng mà đến này, tại vì núi Phú Sĩ là núi lửa, ngọn núi đang ngủ yên. Có nghĩa là cái lần chót nó phun xuất thạch đó là vào 1707. Cho đến nay là khoảng 300 năm rồi nó ngủ yên, nhưng mà chưa biết nó thân dân mình nào. Mình đâu biết được đâu mà. Thành ra nhưng mà khi đi đó thì hai bên những cái xung quanh núi đó, thì Nhất Anh nhìn thấy cái hình núi của Phú Sĩ đúng không? Chúng ta thấy hình cái shape nó giống như hình chóp nón á. Thành ra hai bên là không có cây cối gì cả. Thành ra khi chúng ta đi lên tưởng là đi dễ lắm, nhưng không. Thực sự là chung quanh núi là toàn là những đá sỏi, những cái đá gọi là nham thạch đấy. Nó vương vẫn chung quanh đó. Thành ra khi chúng ta bước lên một bước, nó lại lùi kéo lùi lại bước lên, bước nó cứ kéo lùi lại bước. Thành ra chúng ta mất rất là nhiều thời gian để chúng ta đi dích dắt đi lên trên cái đỉnh. Tuy là đi từ tầng thứ 5 lên tầng thứ 10. Tầng thứ 10 là cái đỉnh. Đó. Chúng ta mất nguyên một đêm để đi như vậy. Và đi từ, ví dụ chúng ta nếu mà trẻ trẻ đó là 9 giờ tối cũng đi, phải đi nhanh. Đi lên đến nơi là khoảng 5 giờ sáng. Thành ra có thể trên đỉnh có lúc, nếu mà mùa hè thì có thể 5 giờ, 5 rưỡi có thể bắt đầu mặt trời lên. Thành ra chúng ta phải lên trước cái lúc mặt trời lên thì đứng đó để đợi mặt trời lên. Và đó là một cái thú của những người Nhật Bản. Và cái thú của một người leo núi đó, mình mục đích mình leo lên đó để mình xem là mặt trời lên thôi. Mình thì không biết về Thái Dương Thần Nữ thì mình không có cảm nhận được như người Nhật. Nhưng mà người Nhật họ lên thì đối với họ đó là cả một cái giây phút hạnh phúc của họ. Còn trong khi mình lên, cái hạnh phúc của mình thì lên mặt trời lên cho nó đẹp trên cái đỉnh núi không?
và thực thì lên trên đỉnh núi, mà lúc mà trời lên mà vượt qua những cái mây đó thành tầng mây rồi thì mình thấy đẹp vô cùng và rất là đẹp. Tôi cứ dịp lên trên đó và cái miệng núi lửa tương đối là lớn, và người ta nói cái chu vi của nó có thể là đến nửa cái số, tức là khoảng 500 mét, nhưng mà nhìn xuống sâu đó thì mình không có hình dung được. Ngày xưa tôi cứ cho là chỉ khoảng 100 mét, nhưng mà bây giờ người ta nói có thể xuống từ khoảng 200 mét thôi mới xuống được tới cái, thành ra bây giờ mình muốn leo xuống cái miệng núi lửa cũng không được, thành ra mình phải xin phép đàng hoàng chứ không phải muốn leo là leo. Nhưng mà đặc biệt là trên cái đỉnh núi Phước Sĩ đó là thần, thì nó lúc nào cũng có một cái cổng tô đi làm cái cổng thần đạo. Người ta làm cái đền thần đạo đó để người ta thờ thần. Và đó cũng là một cái tập tục của người Nhật, là bất cứ một cái đỉnh núi, bất cứ chỗ nào người ta tin có thần là đều có cổng tô đi và cũng có một cái đền nhỏ nơi đó thờ thần. Thì đó là một trong những điểm về tôn giáo thôi. Còn mình chưa nói về những cái khác. Có nhiều người họ chưa lên đỉnh, chỉ cần một cái dịp đó là trời xanh, mây trắng, trời rất là trong, mình chỉ đi ngang thôi, nhìn cái Phú Sĩ nằm thoai thoải ở trên một cái mặt mặt bằng vậy đó, mình thấy đẹp vô cùng. Và nhờ cái đẹp đó, biết bao nhiêu người văn học của Nhật đã cho ra biết bao nhiêu thi nhân để làm những bài thơ, làm được những áng văn chương về những cái cảm nhận của họ về cái ngọn núi Phú Sĩ đó. Thay vì hầu như tôi trở lại câu chuyện là người Nhật họ coi núi Phú Sĩ như là thần, họ coi núi Phú Sĩ giống như là cái bầu sữa mẹ, mặc dù chỉ có một ngọn thôi. Thì đó là nơi mà nuôi dưỡng cái tinh thần của Nhật Bản, nuôi dưỡng cái tôn giáo của người Nhật và nuôi dưỡng cái văn hóa của người Nhật. Thành ra chúng ta đến với núi Phú Sĩ là cái cảm nhận của mình chỉ thật nhìn thấy đẹp thôi. Nhưng nếu mà chúng ta có một cái văn hóa mà đã cảm nhận được giống như một người Nhật, chúng ta mới thấy à, núi Phú Sĩ nó có nhiều cái để thu hút người dân Nhật rất là nhiều. Ngay cả cá nhân tôi, mặc dù thời gian tôi ở Nhật không có lâu, nhưng mà những cái điểm văn hóa của Nhật Bản cũng thu hút mình rất là nhiều. Và trong đó là núi Phú Sĩ là một trong những cái địa điểm mà cho tôi những cái cảm xúc rất là mạnh khi chúng lên thăm Phú Sĩ. Vậy thì để nhanh anh hỏi anh Thắng là cái lúc mà anh Thắng đi lên tới đỉnh núi Phú Sĩ đó mà nhìn thấy mặt trời mọc đó bình minh, thì cái cảm giác của anh Thắng lúc đó như thế nào? Cái cảm giác nó cũng lạ, là cái thời đó còn trẻ. Cái thời đó là mình lên mình cũng chỉ như là một người trẻ để mình lên, nhưng mà lúc đó mình chưa cảm nhận được hết cái văn hóa của Nhật Bản. Nhưng mà khi mà về sau này, khi mình có đủ cái khả năng để cảm nhận được một cái nét văn hóa của Nhật Bản len lỏi trong cái tâm tư mình rồi đó, mình cảm nhận được những cái vần thơ của Nhật Bản nó rất hay, cảm nhận những cái án văn của người Nhật họ viết là rất là dễ thương, cảm nhận được cái đẹp của núi Phú Sĩ với cái hồ Kawaguchi chẳng hạn, thì cảm nhận được những cái đỉnh Phú Sĩ khi có những đám mây bay vòng quanh bên trên, thì mình thấy lạ lắm, là mình tin à, nó phải có một cái gì. Thì cái đó không hiểu có phải là cái mà người Nhật gọi là thần đạo hay không, nhưng mà cái đó mình có cảm nhận được. Nhưng mà cái đẹp thì dĩ nhiên mình cảm nhận thấy đẹp chứ, đứng trên đỉnh núi mình thấy bắt đầu mặt trời ló lên qua khỏi các tầng mây, đẹp vô cùng, đẹp lắm. Đó cũng là một trong những cái kỷ niệm mà không thể quên được trong cái ký ức của tôi. Cảm ơn anh Thắng, và hy vọng là có một lần nào đó trong đời anh cũng sẽ được như anh Thắng, được tới Nhật và cũng có được dịp tới leo lên đỉnh núi Phú Sĩ. Rất anh còn trẻ, và đó cũng là một cái cảm nhận mà không có chỗ nào giống chỗ nào ở nơi trên thế giới này. Cái đó cho ý kiến nhất anh là nên đến với Nhật Bản và nên đến với đỉnh Phú Sĩ. Nhưng mà nếu như mà ai mà muốn lên núi Phú Sĩ thì nên nhớ là phải đi tháng 7, tháng 8 như anh Thắng đúng nói vậy. Đúng không ạ? Thì còn các tháng khác thì chúng ta chỉ có đứng ngắm nhìn thôi. Cảm ơn anh Thắng và hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau.